Chào tất cả các con Sắp đến Giáng sinh rồi Hôm nay cô sẽ dạy chúng mình vẽ cây thông Noel Để vẽ được cây thông Noel các con cùng quan sát với cô nhé Cây thông Noel thì tán sẽ có dạng hình tam giác Có rất nhiều các quả trâu hình tròn kích thước to nhỏ khác nhau Và phía trên đầu của cây thông thì có một ngôi sao hình năm cánh Bây giờ các con cùng vẽ này Trên trang giấy ở phía đầu, phía trên ý, Các con vẽ cho cô một nét xiên Nét xiên này là nét xiên phải Sau đó các con lại vẽ một nét xiên trái Nối phía đầu của hai nét xiên với nhau giống như mái nhà Và các con sẽ vẽ những nét cong gợn sóng Để làm tầng thứ nhất của tán cây thông Tiếp theo các con lại vẽ một nét xiên tiếp ở phía tán phía dưới của cái tán cây vừa vẽ và một nét xiên nữa ở bên tay phải và các con lại vẽ những nét cong gợn sóng để tạo thành tán của cây thông Noel tán thứ hai nhé các con tiếp theo chúng mình lại vẽ nét xiên để làm tán thứ ba của cây thông sau khi vẽ được xong hai nét xiên thì các con lại vẽ các đường cong gợn sóng để làm tán của cây thông. Vậy là chúng mình đã vẽ được ba tán của cây thông rồi đấy. Sau khi vẽ xong ba tán của cây thông thì cô sẽ vẽ các giải lụa trang trí trên cây thông bằng hai nét cong cách đều nhau. Cứ mỗi một tán cây thì cô lại vẽ hai nét cong như vậy để tạo thành giải lụa và các con nhớ là hướng của của những mỗi một tán cây thì sẽ có cái giải lụa theo hướng ngược nhau. Các con nhìn thấy chưa? Sau khi vẽ các giải lụa trang trí trên cây thông xong, cô sẽ vẽ một ngôi sao năm cánh ở phía trên đầu của cây thông nhé. Tiếp theo, cô sẽ dùng các hình tròn to, nhỏ khác nhau vẽ vào những phần trắng của tán cây thông làm các quả trâu trang trí trên cây thông Noel Các con cứ lần lượt vẽ các hình tròn to nhỏ khác nhau Theo ý thích và theo các vị trí mà các con muốn đặt quả trâu trên cây thông Noel của mình nhé Cứ lần lượt các con vẽ từ trên xuống dưới Từ trái qua phải Quả to xen lẫn với quả nhỏ Như vậy thì chúng mình sẽ được một cây thông Noel rất là sinh động và đẹp sau khi vẽ xong các quả trâu trên cây thông noel thì các con sẽ dùng hai nét thẳng để vẽ gốc cây của cây thông nhé các con chú ý là chúng mình sẽ vẽ hai nét thẳng đấy chạm vào nét cong ở phía dưới của tầng cuối cùng của cây thông các con ạ sau đó các con sẽ dùng một hình chữ nhật nằm ngang vẽ sát vào hai nét cong. Đây chính là miệng của chậu cây. Tiếp theo các con vẽ một nét xiên trái, rồi một nét ngang, rồi một nét xiên phải. Vậy là chúng mình đã hoàn thành chậu của cây thông Noel và các con cũng đã hoàn thành cây thông Noel vẽ rồi đấy. Tiếp theo chúng mình sẽ dùng màu đỏ để tô các giải lụa trang trí trên cây thông Noel. Và các con cũng dùng màu đỏ để tô một vài quả trâu mà các con muốn trên cây thông Nhớ là không phải tô tất cả quả trâu màu đỏ mà chỉ xen kẽ thôi Các con có thể tô theo ý thích hoặc tô theo gợi ý của cô trên hình nhé Sau khi đã tô xong màu đỏ, cô sẽ dùng màu vàng chanh để tô ngôi sao năm cánh phía trên của cây thông Và một vài quả trâu ở trong cây thông Noel tiếp theo các con có thể vẽ màu khác nữa tùy ý thích như cô thì cô sẽ vẽ thêm một vài quả trâu có màu cam này màu tím này để cho cây thông có thật nhiều quả trâu với nhiều màu sắc khác nhau rực rỡ và sau khi tô xong các quả trâu cô sẽ dùng màu xanh lá cây để tô tất cả các phần trắng của tán cây thông noel lần lượt tán thứ nhất, tán thứ hai rồi tán thứ ba. Vậy là cô đã tô xong màu của cây thông noel rồi đấy. Các con nhớ lấy màu nâu để tô cho gốc của cây thông noel, còn chậu của cây thông noel thì các con có thể tô các màu khác nhau tùy ý thích của các con, còn cô cô sẽ dùng màu xanh da trời để tô trợ của cây thông noel vậy là chúng mình đã hoàn thành cây thông noel rồi có đẹp không nào cô khen tất cả các con bài học của chúng mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi nếu thích các con hãy like và chia sẻ cho các bạn khác cùng học với mình nhé